Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ đến với những bạn may mắn mà đã trúng giải của chương trình máy tính trao tay Duy Ngay Laptop. Thì đây bạn là Nguyễn Duy Anh, người đã trúng giải nhất chương trình một chiếc laptop HP. Có thể đưa cho mình biết là một số thông tin cá nhân về bạn thì lúc này. Vâng, xin chào mọi người, em là Nguyễn Duy Anh ạ. Thì em đến từ đâu nhỉ? Em đến từ Hà Đông và em 25 tuổi ạ. Giờ em đang làm gì em? Giờ em đang làm truyền thông media, làm phim ạ. Làm phim à? Việc rất là thú vị. Thì không biết là em đã mua sản phẩm gì của bên Acer? Em mua laptop Acer. Để trúng laptop HP. Quá là tuyệt vời. Thì em cảm thấy hài lòng với lại dịch vụ mà Acer phục vụ em phải không? Vâng, em rất hài lòng về dịch vụ chăm sóc khách hàng và những như hỗ trợ những cái tư vấn. Tư vấn có nhiệt tình không em? Vâng ạ. Họ cũng gọi điện chăm sóc, hỏi hàng về tình hình của khi mua hàng sản phẩm xong ạ. Vâng, em xin chúc Alpha Computer làm ăn càng phát đạt hơn và được đạt được kiểu nhiều thành công hơn nữa. Vâng, cảm ơn em rất nhiều. Vâng, cảm ơn. Đây là phần quà của em. Chúc mừng em. Cái này có phải chung ạ? Ok. Chào em và rất mong em được biết cho sẻ một chút thông tin về cá nhân em được không nhỉ? Em tên là Phạm Công Dung, năm nay em 17 tuổi và em đang học tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiểu. Thế em mua máy tính này là mục đích chính em sẽ làm gì nhỉ? Để em học tiếng Anh ạ. Học tiếng Anh, 17 tuổi, Dung đúng nhỉ? Thế em khá là trẻ. Em thấy về ăn phát thế nào nhỉ? Thấy thái độ rồi cũng như là tư vấn có nhiệt tình không hay có hài lòng không? Em thấy tất cả anh chị đây đều tư vấn nhiệt tình à. Em rất hài lòng. Gần đến cuối năm rồi, em có một cái chia sẻ gì với cả Anphat hay muốn có lời chúc gì tới các bạn khán giả theo dõi chương trình không nhỉ? Em muốn chúc Anphat luôn phát đạt và luôn bán được nhiều hàng. Cảm ơn. Thế em đã biết là món quà em ngày hôm nay được giải nhì đã là món quà gì chưa nhỉ? Em có biết rồi ạ. Em thấy hài lòng về sản phẩm món quà hay không? Em chưa dùng bao giờ, chưa biết. Ok, món quà em hôm nay sẽ là một cái màn hình, một chiếc màn hình 24 inch. Mà để lên bàn đây thì có thể nhìn xem luôn cả mặt em Dung. Vâng, đây 24 inch của em nhé. Và chúc em sẽ học tiếng Anh được tốt hơn. Và anh quên mất, em nãy em mua cái sản phẩm đấy, sản phẩm gì nhỉ? Sản phẩm HP, nhưng mà em không nhớ tên. Đây là laptop đúng không nhỉ? Vâng. Thì em có thể dùng từ cái máy laptop đấy để nối ra màn hình này được. Để thoải mái nhé. Không sao.